Bye bye bye. Chị Bí Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Bây giờ thì chị Bí Đỏ và các bé chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu tóc trong tiệc cưới của công chúa anh Ariel nhé. Rồi, đầu tiên là gội đầu nào. Sau khi nhúng nước vào thì chúng ta sẽ cho lớp dầu gội phủ lên trên tóc đều và xoa đều cho Ariel. Rồi sau đó là gọi cho sạch xà phòng nha. Sau khi gọi sạch xà phòng thì chúng ta sẽ cho lớp dầu dưỡng vào, dầu xả tóc đó các bé. Rồi chúng ta sẽ gọi lần nữa cho thật là sạch. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ sấy tóc cho thật là khô nha. Rồi sau khi sấy tóc khô thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm tóc cho Ariel nhé. Ở đây là các kiểu tóc cho Ariel nè. Chúng ta sẽ chọn kiểu tóc tết bím như thế này nhé. Rồi với tóc tết bím thì chúng ta sẽ chải tóc của Ariel cho thật là suôn, mềm mượt và thẳng như thế này. Sau khi chải tóc xong thì chúng ta sẽ uốn xoăn tóc lên. Đó, chúng ta sẽ uốn xoăn như thế, các bé có thấy chưa nào? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cột và bắt đầu bím nha. Các bé đã thấy chưa nào? Rồi dùng cây này để giữ cố định tóc và kẹp như thế để cố định. Wow, đẹp quá phải không nào các bé? Và kế đến thì chúng ta sẽ trang điểm cho Ariel với tông mắt. Hôm nay chúng ta sẽ chọn màu hồng đậm. Đôi chân mày như thế này, ngang và đậm, rất là đẹp. Kế đến là phần lên mắt thì chúng ta sẽ chọn phần lên mắt có màu xanh. Đây là các kiểu chải mascara. Chúng ta sẽ chọn kiểu chải mascara mi dày và cong thì trông đôi mắt to và đáng yêu hơn. Phần má hồng thì chúng ta sẽ chọn phần má hồng như thế này. Son môi phù hợp với màu của mi mắt. Đôi hoa tai và váy cưới thì rất là nhiều kiểu nè, các bé thấy chưa, rất là đẹp phải không nào. Chúng ta sẽ chọn váy cưới màu hồng để phù hợp với phần tông mà đã trang điểm nha. Rồi phần trang sức, rất là nhiều kiểu trang sức đẹp quá phải không nào các bé. Chúng ta sẽ chọn phần trang sức như thế này để phù hợp với đôi bông tai. Còn bây giờ thì cùng nhau xem nha. Đây là công chúa Ariel với kiểu tóc mà chúng ta vừa làm xong, rất là đẹp phải không nào các bé. Video của chị Bí Đỏ đã hết rồi. Chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé nha. Và các bé có thích kiểu tóc này không nào? Nếu thích thì hãy bình luận cho chị Bí Đỏ biết với nhé.